Trưa nay, 29 tháng 8, huấn luyện viên trưởng Philippe Chusier đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 9 năm 2023. Đáng chú ý nhất trong số này là sự trở lại đội tuyển quốc gia của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Trước đó, đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội đã không có tên trong danh sách hội quân ở dịp FIFA Day tháng 6 vừa qua. Tại V-League 2023, dù phải nghỉ thi đấu 8 trận vì án treo giò nhưng Văn Quyết vẫn dẫn đầu danh sách các cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất với 9 bàn thắng, ngang bằng tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Điều này cho thấy sự bền bỉ của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội dù anh đã bước sang tuổi 32. Cùng với Văn Quyết, Hùng Dũng cũng trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi vắng mặt vì chấn thương ở đợt tập trung trước. Trong khi đó, cầu thủ góp công không nhỏ ở chức vô địch V-League 2023 của câu lạc bộ Công an Hà Nội là Vũ Văn Thanh đã không có tên. Ngoài ra một số cái tên quen thuộc như Hồng Duy, Nguyên Mạnh, Thành Trung cũng vắng mặt trong danh sách của huấn luyện viên Chusier. Trong khi đó, nhiều cái tên mới cũng được huấn luyện viên Chusier lần đầu triệu tập như hậu vệ Nguyễn Đức Chiến, tiền đạo Dương Văn Hào, Việt Theo, hậu vệ Hoàng Thái Bình, Đông Á Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Trung Hiếu, Hải Phòng, Phạm Văn Luân, câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền đạo Vũ Quang Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Lê Phạm Thành Long. Đây là những gương mặt đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Philippe Chusier trong các trận đấu tại V-League 2023 và hứa hẹn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong đội hình tuyển Việt Nam thời gian tới. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 1 tháng 9 tới. Ngày 11 tháng 9, đội sẽ thi đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Palestine trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Đây cũng là trận đấu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng này.